Hàng chục năm qua, hai trường tiểu học Trần Hưng Đạo và Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi nổi danh về chất lượng giảng dạy của tỉnh. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi hai trường này được xếp vào top đầu của ngành giáo dục Quảng Ngãi. Thế nhưng, điều bất ngờ là đến thời điểm này, hai trường tiểu học Trần Hưng Đạo và Nguyễn Nghiêm vẫn chưa đạt chuẩn quốc gia. Thông tin trên đã gây ngạc nhiên cho nhiều người dân nơi đây. Được biết, một trong những lý do dẫn đến việc chưa đạt chuẩn của hai trường này là do số lượng học sinh đầu cấp hàng năm xin vào quá đông, vượt quy định, diện tích trường không đủ để được công nhận chuẩn. Về cái thông tư 17 đánh giá kiểm định chất lượng của trường tiểu học cũng như là trường chuẩn quốc gia thì quy định rõ về thứ nhất là trường thì về cái diện tích trường là chỉ có 4.300 m2 trên tổng số là 1.702 học sinh. Như vậy thì cái diện tích trên bình quân một học sinh trên mét vuông là nó không đảm bảo theo quy định của địa độ trường tiểu học. Cái thằng thứ hai là cái sĩ số học sinh trên lớp là trường chưa đảm bảo, bình quân là sĩ số là 42 em trên một lớp, nhưng trong quy định trường tiểu học thì chỉ có là 35 em trên một lớp. Cái vấn đề thứ ba là cái số lượng lớp trong trường đông là 40 lớp trên một trường, thì quy định của địa độ trường tiểu học là quy định là trường tiểu học hạng 1 là chỉ có là 30 lớp trên một trường. Như vậy thì trường tiểu học hạng đạo thì vướng có 3 cái địa điểm đó nên là chưa đảm bảo cái trường chuẩn quốc gia. Được biết, để vươn đến mục tiêu đạt chuẩn, hiện lãnh đạo trường siết chặt số lượng tuyển sinh đầu vào, đặc biệt là đối với số học sinh trái tuyến. Hôm nay là trường tiểu học Nguyễn Nghiêm á, để đạt chuẩn quốc gia thì cái việc tuyển sinh đó là giảm số lượng học sinh rất là lớn. Ví dụ như năm học 2023 là trường tiểu học Nguyễn Nghiêm chỉ được tuyển sinh là 240 em.